Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng 8 năm Canh Tý. Ngoài trời hiện giờ mưa rất to, mưa chiều tới giờ khu vực Bình Dương của mình cũng ngập nhiều đường. Minh Thiền hôm nay lên đây để xin đại chúng. Chưa bao giờ tôi xin xỏ đại chúng cái điều gì, đúng không ạ? Nhưng hôm nay lên đây công khai để xin các vị tiền. Các vị có sẵn lòng cho không? Cho không? Cho nha. Minh Thiền xin tiền đại chúng, không phải lo việc cho riêng mình, cũng không phải để lo cho Đức Hòa, mà xin tiền đại chúng để Minh Thiền đi từ thiện ở ngoài miền Trung. Hiện tại thì ở Quảng Bình, ở Quảng Trị, ở Huế chịu ảnh hưởng của những cơn bão vừa qua đó, rất là nặng nề, rất nặng luôn. Mưa bão mỗi ngày một lớn. Về thiệt hại tài sản và con người, tình thương mỗi ngày mỗi nhiều. Mấy bữa trước thì mưa bão nhưng mà ít có người chết. Nhưng bữa nay chúng ta nghe thông tin người chết cũng nhiều rồi. Ngập lụt không phải chỉ là nửa căn nhà hay là còn cái nóc nhà, mà bây giờ là mất luôn cái nóc nhà rồi. Mất luôn cái nóc nhà rồi. Mình có cái mái nhà để che mưa che nắng. Bây giờ leo lên cái nóc nhà để tránh bão, tránh lũ nhưng mà hứng mưa. Rồi bây giờ mất luôn cái nóc nhà rồi, ở đâu? Cho nên những người anh em của chúng ta hiện tại đang rất là khổ. Cho nên buộc lòng Minh Thiền phải xin tiền đại chúng. Cái này là nói thẳng luôn là xin tiền. Cho nên đại chúng có bao nhiêu thì móc ra hết cho Minh Thiền. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Minh Thiền kết hợp với một số chùa, dự định là 1.000 phần. 1.000 phần. Tính là 2 hôm nữa đi. Nhưng vì còn một số việc chưa sắp xếp được, đành phải để đầu tuần sau đi. Chứ lòng bây giờ thì không ở đây, lòng bây giờ gửi ở ngoài miền Trung rồi. Nôn nóng lắm, muốn đi liền mà chưa đi được. Chưa đi được ngoài cái lý do là do một số việc chưa sắp xếp được, còn lý do nữa là chưa có tiền. Chưa có tiền. Chúng ta cảm thấy rất là vui vì có rất nhiều những cá nhân, những tổ chức kêu gọi để đi làm từ thiện. Minh Thiền cũng phát động kêu gọi. Có một số Phật tử biết Minh Thiền từng tới đi cũng lo, nói thầy ơi, mưa bão đang đầy trời mà thầy đi đâu? Thầy ở nhà cho nó an toàn. Muốn đi thì đợi hết mưa bão trời nắng rồi đi. Thật sự đó là cái lòng của Phật tử thương mình. Phật tử lo là ông thầy đi rồi không trở về. Nhưng thưa với đại chúng, trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn, mình đến được với những người anh em của mình, đó là điều rất tốt. Ngoài cái việc ủng hộ vật chất, mình còn ủng hộ tinh thần rất là lớn nữa. Cho nên Minh Thiền nghĩ rằng bao nhiêu ngàn con người, bao nhiêu triệu con người ở ngoài kia gồng mình và sống trong mưa bão với một thời gian dài còn có thể chịu được. Mình đi ra ngoài đó vài hôm thì có gì đâu mà sợ. Nên thật sự đó, lòng chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ mưa bão, mà chỉ sợ không có tiền thôi. Chứ không sợ không có tiền để giúp đỡ bà con thôi. Rồi có một số Phật tử nói, con thấy cũng có nhiều đoàn từ thiện làm lắm rồi,
Thế nghĩ thầy không cần thiết phải đi đâu. Thường Minh Thiền không chấp nhận câu nói này. Sự mất mát của đồng bào ở miền Trung á, làm mất tất cả. Nhà nước có quan tâm, có lo thì cũng lo được một phần nhỏ thôi, chứ ngân sách của nhà nước không đủ để lo hết cho tất cả những vùng miền, những bà con đang bị thiệt hại vì thiên tai lũ lụt. Rồi có 100 đoàn từ thiện, 1.000 đoàn từ thiện đến đó, đâu phải 100 đoàn, 1.000 đoàn đến đó là tất cả những người bị thiệt hại được nhận hết 100 phần, 1.000 phần đâu. Có khi trong một cái mùa lũ lụt đi qua, họ nhận được 1 lần, 2 lần về sự giúp đỡ của đồng bào miền Nam thì sao? Cho nên càng nhiều đoàn từ thiện, Minh Hiền nghĩ là càng tốt. Cầu nguyện có 100.000 đoàn, hàng triệu đoàn từ thiện đi càng tốt, để giúp đỡ được bà con nhiều hơn. Và thật là vui khi thấy thông tin ở trên mạng đăng, cụ thể là Facebook của Công Vinh với Thủy Tiên đăng là trong 2 ngày Thủy Tiên kêu gọi được 22 tỷ. Vui vô cùng, vui vô cùng. 2 ngày kêu gọi được 22 tỷ và đức thân đi ra ngoài đó, đến tận nơi để mua quà và tặng phong bì cho bà con ở vùng miền Trung của mình. Mình phải tán thán, mình phải ca ngợi và học hỏi cái tấm gương này. Mình cầu nguyện cho có thật nhiều và thật nhiều người có cái duyên như Thủy Tiên để kêu gọi được, để giúp đỡ được nhiều đồng bào của mình. Ông bà mình nói như thế nào? Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bây giờ chúng ta ở miền Nam đang no, đang đủ, đang dư. Đồng bào miền Trung của mình đang đói. Không phải là thiếu nữa mà là mất tất cả rồi. Mất tất cả rồi. Cái mạng này còn giữ không được thì làm sao giữ được vật chất, làm sao giữ được của cải. Cho nên đồng bào miền Trung ở những vùng bị thiên tai bây giờ là mất tất cả. Chúng ta có 10 gói, có 10 miếng, có 100 gói, có 100 miếng. Bây giờ chúng ta trích ra 5 gói, 7 gói, 5 miếng, 7 miếng để gửi đi, tặng cho đồng bào miền Trung của mình. Đừng có tiếc rẻ, đừng có ích kỷ trong thời điểm này. Người nghèo mà biết cho đi, đó mới thật là giàu có. Người giàu mà chỉ bo bo gìn giữ, không biết bỏ ra, mới thật là nghèo hèn. Nghèo mà còn hèn nữa. Giàu của tiền nhiều, nhưng chỉ bo bo giữ cho mình mà không biết bỏ ra để giúp đỡ những người anh em, giúp đỡ đồng bào của mình đang bị thiên tai lũ lụt như thế này, thì đúng là người nghèo hèn. Họ mãi muôn đời là nô lệ cho đồng tiền thôi. Còn chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền đúng đúc. Đồng tiền của chúng ta sử dụng trong thời điểm này là đồng tiền so dịu được nỗi đau phần nào của bà con ở miền Trung đang gánh chịu. Người ta mất tất cả và mình giúp được người ta là 10 ký gạo, 1 thùng mì, bì thư, 500 hoặc 300 ngàn. Thưa các vị, thấm vào đâu? Thấm vào đâu? Nhưng ít ra nó cũng giúp được bà con một ngày vượt qua được những cái khó khăn, những cái thiếu thốn về vật chất hoặc là thiếu thốn về tinh thần mà chúng ta đến để chúng ta có mặt, chúng ta san sẻ. Chúng ta thử nghĩ trường hợp không may chúng ta bị rơi vào trong sống trong cái vùng mà thiên tai dịch bệnh như vậy, hạn hán như vậy, lũ lụt như vậy, hoặc là nhiều và nhiều cái điều tồi tệ hơn nữa đến với chúng ta. Lúc đó chúng ta cần nhất là cái gì? Cần nhất đó là sự quan tâm, là tình người của
của những người đến với chúng ta. Thì cũng vậy, những người anh em miền Trung hiện tại đang rất và rất là đau khổ, rất rất khó khăn, cho nên cần chúng ta lắm, cần chúng ta lắm, cần chúng ta đến để hỗ trợ tinh thần, để cố gắng chiến đấu với thiên tai, để cố gắng vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này, để rồi sau thiên tai thì gầy dựng lại đời sống của chính mình. Và chúng ta là người phải có trách nhiệm. Trách nhiệm trong lúc này nó thiêng liêng hơn bao giờ hết, bởi chúng ta thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đem tình người đến với tình người. Cái thời Đức Phật còn tại thế, có thầy tỳ kheo, bởi do cái nhân trong quá khứ không tốt, cho nên trong kiếp hiện tại được sống trong tăng đoàn của Đức Phật, tu hành rất tốt luôn. Nhưng mà đi khất thực, không bao giờ nhận được bất kỳ cái phẩm vật nào của đàn na thí chủ dân cúng. Ôm bình bát đi khất thực, đi trong đoàn với quý thầy tỳ kheo 20 thầy, thì 19 thầy tỳ kheo được cúng dường đầy bình bát, nhưng thầy tỳ kheo đó không được cúng. Người ta cúng là người ta chừa ổng ra. Ổng đi chung trong tăng đoàn cũng không được ai cúng, mà ổng đi riêng cũng không ai cúng. Ngày nào cũng ôm cái bình bát không về, rồi bụng đói tội thiền, tội nghiệp lắm. Nhưng mà được quý trưởng lão lớn như trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên và những người huynh đệ sống cùng thời á, lúc nào cũng chia sớt phần ăn của mình, chia sớt phần ăn. Có khi đi khất thực với ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên được cúng đầy bình bát, mang về không hết luôn á. Nhưng mà thầy tỳ kheo đó là không được một hộp cơm luôn, không được hộp cơm luôn. Rồi ngài Mục Kiền Liên phải sớt phần ăn trong bình bát của mình cho vị tỳ kheo đó. Rồi đi với các thầy tỳ kheo trẻ cũng như vậy luôn. Cái thầy tỳ kheo trẻ được cúng nhưng mà vị đó không được cúng, nhưng luôn được sự quan tâm chia sớt của các thầy tỳ kheo. Nghĩa cử cao đẹp, nghĩa cử cao đẹp. Và chúng ta ngày hôm nay nhờ có phước lành, chúng ta sống ở miền Nam này phải nói là yên bình, thanh bình, ít có bị thiên tai, hạn hán, lũ lụt như những người anh em ở miền Trung và miền Bắc. Đó là phước phần của chúng ta. Vậy thì hãy chia sớt cái phước phần này để cùng gánh vác những khó khăn gian khổ với những người anh em ở miền Trung và miền Bắc của mình. Đại chúng đồng ý không? Nói để đại chúng hoan hỷ, Minh Thiền cũng phát động để kêu gọi. Được 2 ngày cũng được hơn 100 triệu rồi. Mừng lắm, mừng lắm. Hồi đó giờ đâu dám xin ai đâu, mà tự nhiên giờ đi xin cùng hết, xin cùng hết. Nhưng mà đi xin nhưng lòng rất là vui khi nhận được sự ủng hộ. Mình vui vì mình biết rằng công sức của mình bỏ ra tuy chút ít nhưng cũng có được một phần quà nho nhỏ để gửi đến bà con đang bị lũ lụt, đang bị thiên tai ở ngoài miền Trung. Và đầu tuần sau Minh Thiền sẽ ra ngoài đó, đi bằng xe ra, đi một tuần rồi Minh Thiền về. Nói luôn là nếu mà về Minh Thiền kêu gọi nữa, có nữa thì đi tiếp. Dự trù là đi 10 chuyến đó. Cho nên các vị chuẩn bị tiền đi, đi 10 chuyến. Mong Tam Bảo gia hộ, mong được nhiều Phật tử, nhiều mạnh thường quân đóng góp để mình đi. Còn không mình đi đâu mình cũng suối hết đó. Mình đến chùa quý thầy ở trên Bình Phước mình cũng suối. Quý thầy nên đi từ thiện. Mình đi giảng ở dưới miền Tây mình cũng suối Phật tử.
là rủ thầy trụ trì đi từ thiện. Giờ đi đâu cũng gặp, cũng rủ hết á. Gặp ai cũng rủ đi từ thiện, gặp ai cũng xin tiền đi từ thiện hết á. Bởi vì thưa với đại chúng, nhiều năm rồi ở miền Trung mình có những năm vẫn có lũ lụt, nhưng mà không có nặng như năm nay. Năm nay nặng quá, năm nay nặng quá, nặng luôn. Mình ở trong đây được gọi là niệm ấm chăn im, cơm canh dư ăn dư để nha. Như ở ngoài kia bây giờ không có đâu, không có, không có cái gì hết á. Quần áo trôi hết rồi, son nồi trôi hết rồi, mà giờ còn cũng không có chỗ để nấu. Có nhiều nhà mất người thân, chiều nay mới đọc cái tin thấy sốt. Hình như là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền á, ông đi vô trong cái vùng lũ lụt á để ông thị sát, rồi ông bị nước cuốn, ông chết luôn rồi. Tội nghiệp ghê không? Mình ở đây mà mưa lớn một chút là mình thấy lo rồi, đúng không ạ? Mưa lớn, mưa chừng 3-4 tiếng đồng hồ là mình thấy lo rồi. Mưa ngày, mưa đêm, mà cơn mưa nào cơn mưa nấy lớn lắm. Vừa mưa, rồi nước sông dâng, rồi thủy điện xả nữa. Ngập nước, ôi thôi là nước. Có những nơi là còn nóc nhà, có những nơi mất nóc nhà luôn. Mất nóc nhà luôn. Có nhiều cái nông trại, cái trang trại nuôi gà, nuôi heo á, nó chết hàng ngàn con, hàng chục ngàn con. Rồi những người mà làm chủ đó, mình thấy cái sắc mặt của họ, thưa với các vị, tội nghiệp lắm. Theo như mình nghĩ, họ nói rằng phải chi lũ cuốn tôi đi luôn đi, chứ mất hết tất cả rồi, mọi thứ không còn nữa. Mà còn lại cái gì các vị biết không? Còn lại số nợ. Chúng ta gieo giống, trồng hoa màu, mua phân, mua thuốc, tiền được ghi sổ ở đại lý phân bón. Đợi đến ngày thu hoạch hoa màu, lấy tiền đó trả, lũ vô cuốn đi hết, tất cả mất, còn lại số nợ. Rồi bây giờ nhà cũng không còn, có còn chăng cũng hư cũng mục. Rồi sau cơn lũ này phải sửa, phải xây lại, tiền đâu ra? Trong khi bây giờ tay trắng. Đó là mình nói đời sống của những nông dân bình thường. Còn những người mà đầu tư để làm những việc lớn hơn, chẳng hạn như là làm những cái trang trại để nuôi gà, nuôi heo, hoặc là những cái ao để nuôi tôm, nuôi cá, lũ vô cuốn đi hết, bao nhiêu tài sản không còn. Bây giờ nợ còn lại tính là hàng trăm triệu, hàng tỷ, hàng chục tỷ chứ không ít. Vậy thì cái mất mát quá lớn, mà cái việc chúng ta đóng góp chỉ là một phần. Ở đây Minh Thiền nói là mượn lời của người xưa, chỉ là một gói, là một miếng thôi, không thấm vào đâu. Nhưng không phải vì không thấm vào đâu rồi chúng ta không làm, phải làm. Chính vì sự mất mát quá lớn, chính vì sự đóng góp của chúng ta nhỏ, cho nên chúng ta siêng đóng góp, đóng góp nhiều lần để giúp đỡ, để chia sẻ được với bà con. Có nhiều Phật tử nói vui lắm: thầy ơi, sao biết năm nào cũng có thiên tai, có hạn hán, mưa thì mưa thúi đất thúi cát, năm nào nước lụt cũng tràn trề hết, rồi nắng thì nắng nứt cái đầu, mà sao người ta không bỏ làng người ta đi đi, ở đó làm chi, quê cha đất tổ, mà sao bỏ đi được, nơi mình sinh ra sao bỏ đi được.
Những người mà của thập niên mà từ 60 trở về trước là những người nặng tình với quê hương lắm. Lớn lên ở vùng đất đó gian khó, lớn lên ở nơi chốn đó khó khăn, khổ sở, nhưng ít có từ giã đi lắm, vẫn bám trụ ở nơi đó. Còn cái nó có lớn lên, nó có đi đâu đó, nó đi, kệ nó, vẫn ở lại đó. Bản thân của chúng ta cũng vậy. Mình vì điều kiện, vì hoàn cảnh, mình rời xa quê hương. Mỗi lần mà nghe một bài hát, họ hát về quê hương của mình, tự nhiên lòng nhớ quê, da diết. Hoặc tình cờ mình gặp một người đồng hương sống cùng ở làng, cùng ở xóm, cùng ở xã hay cùng ở huyện, cái mình đứng, mình nói chuyện như người thân muôn thở, như người thân từ hồi thở nào á, nói mãi, mình kể hết chuyện này của quê hương, hết chuyện kia của quê hương. Và rồi quê hương của đồng bào miền Trung là quê hương đầy nắng gió, quê hương đầy bão lụt, quê hương đầy thiên tai, nhưng đồng bào vẫn bám trụ ở đó để đủ thấy rằng cái tình với quê hương nó lớn lắm, cái tình với quê hương lớn lắm. Và chúng ta phải trân trọng những người mang cái tình cảm lớn với quê hương này. Tình yêu đôi lứa, tình thương của cha mẹ dành cho con, rồi tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu làng xóm. Chữ tình nó quan trọng. Và bây giờ chúng ta cần thể hiện chữ tình đó là tình của những người cùng dòng máu, cùng nước mắt, cùng tiếng nói của người Việt Nam đối với người Việt Nam. Tôi thiết tha kêu gọi những người hiện tại có đời sống khá giả, có của ăn của để, có dư của ăn của để, hãy mở trái tim của mình ra để đem những thứ mình có, đem những thứ mình dư đó để gửi tặng giúp đỡ đồng bào ở miền Trung đang gặp khó khăn. Thiết tha kêu gọi những người là Phật tử hay không phải là Phật tử ở nước ngoài cũng hướng về Việt Nam để cùng chia sẻ, gánh vác với sự khó khăn của đồng bào miền Trung đang vướng phải. Xin cầu nguyện cho cơn bão chóng đi qua, cho thiên tai chấm dứt, cho đồng bào miền Trung được nhiều sức khỏe, trở lại đời sống bình thường để gầy dựng lại sự nghiệp của chính mình. Và cũng xin cầu chúc cho tất cả các vị Phật tử hãy phát tâm thật lớn, hãy trở thành những người giàu tình thương để đem những cái mình có chia sẻ, giúp đỡ được nhiều người hơn. Cầu mong cho đất nước này đừng có thiên tai, sớm chấm dứt dịch bệnh. Cầu mong cho Việt Nam được mọi sự tốt lành. A Di Đà Phật. Có ai hiểu miền Trung mưa nắng gió, lũ ngập tràn không có chỗ dung thân, trong chiến tranh lận đận biết bao lần, rồi giông bão ngàn cân đè cuộc sống. Người quê tôi tấm lòng luôn sâu rộng, mãi dạt dào tình nghĩa thấu lòng nhau. Suốt tháng năm với mảnh đất bạc màu, ôm muôn thở trước sau không đổi dạ. Thương khúc ruột quê hương là tất cả, quyết chung lòng lăn xả giữ nước non. Dẫu bao năm chiến đấu giữa sống còn, luôn trung dũng sắt son cùng tổ quốc. Nơi miền Trung đang quằn lưng gánh lụt, ngập xóm làng chẳng còn chút níu thân. Nhìn quê hương đau đớn đến bội phần, ôi thương quá người dân vùng đỉnh lũ.